Xin chào các bạn. Đây là đàn cá nhà mình sau khi đã tạm yên với giặc chuột. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về đề tài trùng chỉ, bao gồm cách xử lý và cách mà mình cho cá ăn trùng chỉ hàng ngày. Đây là cái bọc trùng chỉ và bao bo mình mới mua về. Mỗi ngày thì mình đi mua ở tiệm cá trước nhà cái số thức ăn cho cá như thế này đây. Một bịch bao bo, hai bịch bao bo, mỗi bịch như thế này là 10.000. Còn đây là trùng chỉ, mỗi bịch như vậy là được hiểu là nửa ký đó các bạn. Và mỗi ngày thì mình mua 3 bịch. Cái này thì 35.000 một bịch. Tức là mỗi ngày đàn cá của mình nó tiêu của mình hết 125.000. Hôm nay trùng chỉ nước nó tương đối trong nè, nếu mà nước đục thì nó đã chết hết trơn rồi. Nước trong này cái tỷ lệ trùng chỉ nó sống khá cao hơn. Trùng chỉ là cái thức ăn chính của đàn beta nhà mình, nhưng không phải cái trùng chỉ nào nó cũng tốt cho cá đâu nha các bạn. Với cái trùng chỉ mới mua này mà nếu các bạn đem cho cá beta nó ăn liền thì cái khả năng cá nó sẽ chết vì sình bụng rất là cao. Bởi vì cái trùng chỉ này mới vừa được vớt dưới bùn lên, nó còn rất là nhiều cái chất bẩn. Và để sử dụng cái trùng chỉ này thì mình cần phải xử lý nó. Sau khi đổ ra thì trùng chỉ nó như thế này đây. Mình để bên cái miệng cống để mình xả nước. Nước nó trong như thế này thì trùng chỉ tương đối sạch rồi các bạn. Có bữa nó đục ngầu thì là hơi mệt mỏi. Bây giờ mình sẽ đổ cái nước này đi, xong mình thay nước mới vào. Cần phải xả bỏ nhiều lần nha các bạn, đến khi nào nước nó trong thì mình mới đem đi sủi khí. Ở đây thì mình có hai cái vòi nước, một cái vòi nước thì nó rất là mạnh như thế này, nhưng mà mình sẽ không nên dùng cái này để mình xử lý trùng nha các bạn, bởi vì cái lực nước nó làm cho trùng nó bị đứt và nó sẽ tăng cái số lượng chết lên. Mình chỉ nên dùng cái vòi nước nhẹ nhẹ như thế này. Nhưng mà tốt hơn hết thì các bạn nên để nước bên ngoài rồi bỏ trùng chỉ vô sau thì nó sẽ hay hơn. Bởi vì xịt như thế này thì trùng chỉ nó cũng sẽ có một số bị đứt. Quay càng nhiều là tốt nha các bạn. Quay ra càng nhiều thì trùng chỉ nó sẽ càng sạch thôi. Rồi, đợi cho nước nó lắng xuống, mình đổ cái nước cũ này mình bỏ đi. Sau khi mình đã xả 3 nước, đến khi nào mình thấy nước nó trong thì mình cho nước nó lên cách cái mặt trùng khoảng 3 cm nha các bạn, không có nhiều quá. Rồi mình tiến hành mình sủi khí. Trùng chỉ mà nếu các bạn không sủi khí thì là từ sáng đến trưa thì nó sẽ chết đỏ hết, không còn một con nào hết. Và sủi khí thì có cái điều lưu ý là không sủi quá mạnh. Ở đây mình có một cái van điều chỉnh nè, không có sủi khí quá mạnh. Và khi mà các bạn để trong cái dụng cụ để mình trữ trùng chỉ thì mình không nên để trùng chỉ nó nằm một lớp quá dày. Mình nên để khi để một cái khoảng trống như thế này để trùng chỉ nó trải mỏng ra. Còn nếu mà nó tích tụ thành cục với nhau thì kệ nó, nhưng mình không nên để quá dày thì cái việc đè lên nhau nó sẽ làm chết trùng chỉ. Nãy giờ là mình trình bày với các bạn cái cách xử lý trùng chỉ thông thường thôi. Nếu muốn đảm bảo trùng chỉ nó sạch hơn thì các bạn nên bỏ vô một cái viên tera cho một cái lượng trùng chỉ khoảng 1 kg như thế này. Cái việc mình bỏ một viên tera vô thì sau một ngày nó sẽ sủi bọt, nhìn thấy rất là ghê. Và cái tỷ lệ trùng chỉ nó bị hao hụt cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái số còn lại thì nó sẽ rất là an toàn cho cá của các bạn. Còn cái cách xử lý thông thường này thì trùng chỉ nó ít hao nhưng mà nó không có tốt bằng. Rồi, nãy giờ là xử lý trùng chỉ, bây giờ đến lượt là mình sử dụng cái trùng chỉ.
Lúc trước thì mình sử dụng những cái chén như thế này, mình thả chìm vào hồ cá để mình cho cá nó ăn. Cái việc này nó có cái tác dụng là nó giúp cái trùng chỉ nó không có bị lẫn với phân cá. Nhưng mà nếu mà mình cho ăn hơi bị dư thì trùng chỉ nó ngập sâu, nó sẽ chết và nó sẽ gây ô nhiễm nước. Cho nên là mình cần có một cái dụng cụ cải tiến hơn một chút, đó là cái này. Nhưng cái dụng cụ này thì nó cũng lại có một cái hạn chế, đó là cái đầu này nè các bạn, cái đầu nhọn này nè, nó không có lỗ và những cái chất bẩn nó sẽ đọng ở đây. Nó cũng là một cái nguồn gây bệnh cho cá. Đây các bạn, những cái chất bẩn còn đọng lại trong cái dụng cụ này, để lâu ngày nó rất là nguy hiểm. Cải tiến hơn thì mình có một cái dụng cụ khắc phục được cái nhược điểm đó, đó là cái này các bạn. Cái này thì nó được đục lỗ toàn bộ hết, cho nên là nó hạn chế được cái việc vừa rồi. Tuy nhiên cái dụng cụ cho ăn trùng chỉ hay nhất là cái mình mới vừa học hỏi được từ anh Phước Mái Nhà đây, cái dụng cụ này. Cái ưu điểm của cái này là nó nổi trên mặt nước, cho nên là trùng chỉ nó sẽ sống lâu hơn. Nó có thể sống được vài ngày trong trường hợp cá nó không ăn hết. Điều này nó rất là tốt cho cá. Như vậy là với cá bầy thì mình có 4 cái dụng cụ cho ăn trùng chỉ, trong đó cái dụng cụ này là tối ưu nhất. Còn với cá lẻ thì sao? Cá lẻ thì lúc trước mình sử dụng cái nhíp các bạn. Mình cho trùng chỉ ra cái chén này, xong mình gấp từng miếng mình cho cá ăn. Cái cách đó thì nó hơi lâu. Và hiện tại thì mình dùng cái bình xịt dầu này. Cái bình này là dùng cho xịt dầu nhớt vô máy may đó các bạn. Cái bình này mình cho trùng vô, mình nhắm cái lượng trùng cá ăn, xong mình đổ nước tới đây đó các bạn, để chừa chỗ cho mình lắc. Tại vì nếu không lắc thì trùng nó sẽ không tan, xong đó mình sẽ bơm cho từng con cá ăn. Như thế này nữa các bạn, bịt cái đầu này lại và lắc, xong thì cho cá ăn. Rồi, chỉ trong vòng có mấy giây thôi thì mình đã cho một cái đàn cá là mười mấy con ăn xong. Rồi, bây giờ thì mình vô cái chủ đề chính, mình coi thử cái đàn beta của mình ăn một ngày bao nhiêu trùng chỉ nha. Đây là cái số mình mới mua về nè, 3 bịch tương đương với 1,5 kg nè. Sau khi mình xử lý xong thì nó ra cái số trùng như thế này đây. Và bây giờ thì mình sẽ đem mình cho cá của mình nó ăn. Ưu tiên cho em bé trước đi. Đây là cái bầy đuôi đôi nè. Bầy đuôi đôi đầu tiên bây giờ hơn 1 tháng rồi. Mấy con coi thấy nữa nè. Giờ mình cho cái bầy này nó ăn đầu tiên. Lúc trước thì mình sử dụng cái dụng cụ này, nhưng mà bây giờ thì đổi qua cái này đi. Bầy này thì một nhóm này một lát nữa là nó sẽ xử hết các bạn. Tiếp theo là bầy Dumbo Way. Mình tới 3-4 bầy Dumbo Way là các bạn. Dumbo Way thì sử dụng cái dụng cụ cũ đi. Hai bài phân si. Đây là bài Dumbo Way thế hệ thứ hai. Bên này bạn coi mình vẫn sử dụng cái dụng cụ cho ăn truyền thống để các bạn xem nha.
cái bầy cá mà tiêu thụ cái lượng trùng chỉ khủng nhất là cái bầy cưng nhất của mình đây. Bầy này thì nó ăn hết một nửa cái lượng trùng chỉ các bạn, một lần bỏ vô nó thì chắc phải khoảng 300 gram có. Đây. Một lát nữa là hết sạch các bạn, không còn cái nào. Này thì ngày nào mình cũng cho ăn cho nên là mình nắm được cái lượng của nó rồi. Bu đèn bu đỏ như này. Bạn nhìn được đàn cá này, đó. Bài này là tiêu thụ trục chỉ là khủng nhất trong cái số các cái bài ca của mình. Bỏ vô bao nhiêu cũng hết các bạn. Bầy Dumbo White đặt đầu tiên này là đứng thứ hai về cái lượng tiêu thụ trùng chỉ. Bầy này thì mỗi lần nó ăn chắc cũng khoảng 200 gram đó các bạn. Giờ đến khoảng một tiếng nữa là không còn một miếng nào. Rồi, mới có mấy bầy thôi mà đã muốn hết mất tiêu 1,5 kg trùng chỉ rồi. Còn lại nè, một đàn nè, hai đàn nè. Ba đàn. Bốn. Phải để dành một miếng cho cái đàn này, là cái đàn mình lai con rồng đỏ với lại con máy Dumbo White nè. Đàn này số lượng nó rất là đông, nó chết hết một khoảng 1/4 rồi nhưng mà còn vẫn rất là nhiều nè. Số này thì mình để dành cho cái Beta Pre 5. Và bây giờ cũng phải để dành cho nó một miếng trùng, chứ không là mình cho mấy cái bầy kia nó ăn thì chắc là bầy này nhịn đói thôi. Bầy này nó ăn một lần cũng khoảng 200 gram trùng. Còn lại với một chút xíu là thôi các bạn, mình chia nhỏ cho những cái bầy lẻ lẻ còn lại. Như vậy là 1,5 kg trùng chỉ. Nếu mà chia cho cái đàn beta của mình là vừa đủ các bạn, còn các cái đàn bảy màu thì tạm thời là chưa được ăn. Trùng đi tới đâu là cá đi tới đó. Bây giờ mình chuyển qua cái phần xử lý bao bo. Hai bịch bao bo thì mình để sẵn hai cái thau nước như này. Bao bo mình đổ ra cái ca này, không có để trong bịch, đổ ra cái ca này. Sau đó thì mình sử dụng cái vợt này, mình vợt bao bo lên, vợt bao bo, xong mình lấy cái vòi nước này,
mình đổ lên bo bo để mình rửa. Đây là số bo bo đã được lọc rửa xong. Bây giờ sử dụng bo bo thì mình cũng dùng cái vợt, vợt này đây, để mình vớt những cái con bo bo nó nổi phía trên để mình cho cá con của mình ăn. Chỉ sử dụng cái con bo bo sống nha các bạn, không sử dụng những con bo chết gì bên dưới. Những cái con bên dưới thì mình sẽ tận dụng mình cho cá bảy màu nó ăn. Còn với beta con thì phải sử dụng bo bo sống chứ không sử dụng được cái bo bo chết. Đây, bo bo mình dùng để mình cho những cái bầy cá beta con đã lớn nè. Kể cả cái bầy này là mới bơi ngang ngày hôm nay thì mình cũng cho bo bo vô luôn, nhưng mà cho với một cái lượng ít thôi. Bởi vì bo bo là cái giáp xác, cho nên là mình bỏ vô quá nhiều thì nó sẽ gây chết cho các con như là cá bột nha các bạn. Cá bột mới nở ngày hôm nay thì đương nhiên nó sẽ không ăn được cái con bo bo này đâu. Nhưng mà bo bo thì nó đẻ rất là nhanh. Chỉ bằng qua ngày mai thì trong cái thau cá này đã có cái bo bo con mới đẻ rồi. Và cá bột nó sẽ ăn cái con bo bo đó. Chính vì cái lý do này cho nên là không sử dụng cái bo bo đông lạnh để cho cá bột ăn nha các bạn. Bởi vì bo bo đông lạnh thì nó đã chết rồi, nó không thể nào đẻ được. Mình cho ăn cái con bo bo sống này là nhờ nó đẻ cái bo bo non. Chứ còn cá bột mới nở thì nó không thể nào ăn nổi con bo bo đã lớn như này đâu. Bây giờ mình sẽ quay lại với đàn cá để cho các bạn xem chơi. Rồi mình kết thúc clip. Những cái gì cần chia sẻ thì mình đã chia sẻ xong hết rồi. Rất là hy vọng những cái chia sẻ tuy hơi dông dài một chút nó sẽ giúp ích cho các bạn, nhất là các bạn mới tập chơi beta. Clip của mình chủ yếu là phục vụ cho các bạn mới tập chơi cho nên là nó nhiều khi nó hơi dài dòng. Các bạn nào đã rành rồi thì cũng chịu khó thông cảm cho mình cả nha. Những hình ảnh này của cái bầy cá cưng nhất này của mình sẽ kết thúc clip này. Rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.